Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Búc. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngụ ngôn Cáo và Dê. Đây là câu chuyện nằm trong cuốn sách Illustrated Classic, chuyện ngụ ngôn Aesop, khuyên dân trẻ khi làm việc không nên hành động bột phát mà phải nghĩ tới hậu quả sau này, suy tính trước xem tiếp theo phải làm gì. Không nên làm tới đâu, nghĩ tới đó. Ba mẹ muốn xem thêm thông tin và đặt mua tựa sách này, có thể nhấn vào link bên dưới phần mô tả nhé. Cáo và Dê. Cáo vừa đi, vừa mơ mơ màng màng. Chú ta đang nghĩ đến những cô gà mái mũm mĩm mà mình bắt được tối hôm qua, đang chờ chú ta trong cái ổ ấm áp. Bây giờ mình sẽ về nhà và sơi tái chúng, Cáo quyết định. Sau đó mình sẽ đánh một giấc ngon lành. À! Cáo mải mê mơ mộng đến nỗi không phát hiện ra một cái giếng lớn. Thế là Cáo ngã nhào xuống giếng. Cáo rơi mãi cho đến khi ung một tiếng. Ôi không! Cáo xen gì, mình phải làm sao để lên khỏi giếng đây? Ở dưới này lạnh quá, sâu quá, tối quá. Xin chào! Một giọng nói cất lên ở phía trên. Cáo nhìn lên và thấy một anh dê đang thò cái đầu có sừng xuống miệng giếng. Nước dưới ấy dễ chịu lắm nhỉ? Dê hỏi. Cáo nhanh trí nghĩ. Nếu mình dụ được dê nhảy xuống giếng, mình có thể treo lên người anh ta và thoát ra ngoài. Ôi, vâng, nước dễ chịu lắm, Cáo đáp. Vừa sạch, vừa mát, lại vừa trong. Thật không? Dê lại hỏi. Thật đấy, Cáo đáp. Anh nên xuống đây và uống thử một ngụm. Dê bèn trèo xuống giếng, bám chặt những chiếc móng guốc vào những khe hở trên mặt đá. Nhưng ngay cả dê, một tay leo trèo cừ khôi, đã quen với việc leo lên những sườn dốc khó khăn nhất, cũng không thể cầm cự được ở khúc cuối. Dê trượt chân và tuột theo đám rêu ẩm ướt mọc trên thành giếng, ngã tùng xuống nước. Nhưng dê chỉ bật cười, sau đó cúi đầu và bắt đầu uống nước. Chỉ khi đã uống xong, dê mới ngẩng đầu nhìn quanh. Anh Cáo này, cuối cùng dê lên tiếng. Anh nghĩ chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng cách nào? Tôi có một kế hoạch hay lắm, Cáo nói. Nếu anh chống hai chân trước vào thành giếng và ngoi đầu lên cao, tôi có thể treo lên đầu anh rồi nhảy lên khỏi giếng. Sau đó, tất nhiên là tôi có thể kéo anh lên. Ý hay đấy, Dê bảo. Ngay lập tức, Cáo bắt đầu trèo nhanh hết sức có thể. Chú ta trèo lên lưng, rồi đến đỉnh đầu của Dê, nhún hai chân sau xuống, nhảy lên cao, ra khỏi miệng giếng. Sau đó, không buồn nhìn lại, Cáo chạy thẳng về nhà mình. Anh Cáo! Dê gọi. Anh Cáo! Anh Cáo ơi! Quay lại đi! Với một nụ cười ranh mãnh, Cáo dừng bước và quay lại. Sao cơ hả anh Dê? Cáo nói vọng xuống giếng. Có chuyện gì à?
thỏa thuận của chúng ta thì sao? Dê hỏi. Anh đã hứa sẽ giúp tôi lên mà. Anh đúng là một con dê ngốc nghếch, cáo nói. Ngay từ đầu, anh không nên trèo xuống giếng khi mà không biết mình sẽ trèo lên bằng cách nào. Thế rồi, cáo thong thả trở về hang với những cô gà mái đang chờ, đánh chén một bữa no căng bụng. Bài học rút ra, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bé trong các chương trình đọc sách tiếp theo của Đinh Tị Búc nhé. Đừng quên thích, theo dõi kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất cứ audiobook mới nhất nào từ Đinh Tị nhé.